Xin chào cả nhà, hôm nay là mình sẽ làm thêm một món chay nữa ha, làm từ bằng tàu hủ kia á cả nhà. Hôm bữa là có clip mình làm tàu hủ kia bó chả đòn rồi á cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ làm tàu hủ kia chiên sả ớt. Bây giờ mình cho tỏi ớt vào nè, mình nước nè, mình cho một muỗng cà phê bột ngọt. Nửa muỗng cà phê muối. Được. Rồi mình cho sả băm vào ha cả nhà, băm nhuyễn nè, sả ớt băm nhuyễn vào mình ướp khoảng từ tầm 1 tiếng đến 2 tiếng, nếu có thời gian thì mình ướp lâu ha, nó sẽ thấm cái cọng tàu hủ kia mình rất là ngon ha cả nhà. Rồi mình nếu mình ướp thì để lâu thì mình sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh nha cả nhà. Đó, mình sẽ trộn đều lên cho gia vị nó thấm rồi mình ướp, rồi lâu lâu mình sẽ chở một lần ha mọi người. Rồi đây nè cả nhà, mình ướp xong á rồi tầm khoảng 2 tiếng mấy á là mình sẽ chiên nha, chiên nó vàng lên là như vậy là mình ăn nó ngon rồi đó cả nhà. Nhưng mà mình có muốn thêm á, ngào lại nước tương ngọt ngọt mặn mặn thì mình sẽ ngào thêm hết cả nhà. Ôi làm sả này giống như là ngào sả ớt vậy, thơm ngon. À, mình chiên vàng nè cả nhà, rồi mình sẽ để khoảng 2 muỗng canh nước tương nha, 2 muỗng cục canh á, rồi xem mình sẽ cho một ít đường vào, mình sẽ đổ vào mình ngào ha. Ngào nó mặn mặn ngọt ngọt, mùi tỏi tốt, sả ớt thơm rất là ngon cả nhà. Thơm quá cả nhà ơi. Đây nè cả nhà, như vậy là mình đã xong có món tàu hủ ki chiên sả ớt ngào lại nước tương đường hết cả nhà, rất là thơm ngon nha. Đó, ăn chay chứ không khó chút nào cả nhà ơi, có rất nhiều món ngon để mình thay đổi khẩu vị trong cái thời gian mình ăn chay cả nhà, nó sẽ không có làm ảnh hưởng đến cái quá trình mình ăn chay. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng ăn với em nha. Rồi rồi clip của em đến đây là hết, chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà vào các clip sau, bye bye mọi người nha.